Quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim bạch kim, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Quý Mão sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Quý Mão hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình của quý cô bác cụ thể ra sao, làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Quý Mão cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trời thương Phật độ, cát tinh cao chiếu, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang. Đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn lại đôi chút về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 nhé. Quý Mão với nạp âm hành kim, do can quý thủy ghép với chi mão mộc, thủy sinh nhập mộc bằng can sinh chi, thuộc lứa tuổi có năng lực đầy đủ, căn bản vững chắc hơn người, gặp nhiều may mắn, ít gặp trở ngại ở tiền vận, vì nạp âm khắc chi nên thời trung vận. Một số người có thể gặp nhiều hoàn cảnh không xứng ý toại lòng. Song về hậu vận đời sống trở nên an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm cùng nghị lực với sự phấn đấu của bản thân. Từ trung vận, nếu ngày sinh mang hàng can giáp, ất, nhâm, quý, sinh giờ sửu, mùi, còn được hưởng thêm phúc ấm của dòng họ, sinh vào mùa thu hai tuần lễ giao mùa là thuận mùa sinh. Quý Mão có đầy đủ tính chất của can quý trầm lặng, nhiều cảm hứng ngay thẳng, gặp thời biến hóa như rồng và chi mão làm mẫu người nhanh nhẹn, khôn ngoan, ngoài mặt thường tỏ ra nhu mì, cầm tinh con mèo. Về tuổi Quý Mão nam mạng, tuổi Quý Mão nam mệnh có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng. Cuộc sống và thời kỳ trung vận thì được nhiều điều tốt đẹp và thời kỳ hậu vận thì cuộc sống đủ đầy và an nhàn, sung sướng. Nói tóm lại, tuổi Quý Mão sẽ có nhiều bước tốt đẹp và hy vọng thành công trong cuộc sống. Sinh năm 1963 đa phần là những người thẳng thắn, mưu lược, hiểu chuyện cao thấp, thích cái mới can đảm làm đúng, lục thân nông cạn, chỉ hiền lành trong công việc dễ kiếm tiền, khó khăn để giữ tiền và đam mê. Quý Mão sinh năm 1963 nam mạng cho biết, người này là người gặp nhiều thăng trầm trong cuộc đời, lại có nhiều của cải. Tuổi trẻ nghèo khó nhưng sống rất trung hậu lại thành thạo biết nhiều nghề. Tuy nhiên, Quý Mão lại không kiên trì trong công việc, có đôi khi bỏ dở giữa chừng, họ có năng khiếu về các môn khoa học tính toán, nên họ rất phù hợp với những nghề thiên về công việc chính trị, xã hội. Người tuổi Quý Mão có tính cách mềm mỏng, hòa nhã lịch sự, khéo léo, có tài được nhiều người tin tưởng. Gia đạo nam giới tuổi Quý Mão có nhiều điều tốt đẹp vào thời kỳ trung vận có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp về gia đạo và hạnh phúc. Con đường công danh chỉ ở mức độ trung bình mà thôi, họ không phải là người thiếu tiền, tuổi Quý Mão có khả năng kiếm tiền. Bạn cũng biết cách lập kế hoạch cho tương lai của mình, mèo sẽ rất chắc chắn về những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Quý Mão sẽ chảnh mảng trong việc kiếm tiền, bạn coi việc kiếm tiền là một thú vui, tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều. Những người cầm tinh Quý Mão thường là những người giàu có, bởi tính cách mong ước sự an toàn và ổn định, nên bạn có xu hướng sống ổn định khi về già, có thể sống cuộc sống thoải mái. Không phải lo lắng về tiền, các vấn đề về việc vay tiền nên được xử lý đúng đắn, để tránh tranh chấp sau này và mất đi những người bạn quý giá của bạn. Về Quý Mão nữ mạng, nữ Quý Mão thông minh, vợ chồng hòa thuận, con cái thông minh, một cặp dễ nương tựa. Người sinh vào mùa xuân và mùa hạ được hưởng cả phúc và trường thọ. Người sinh vào mùa thu và mùa đông, không lo cơm ăn áo mặc. Người sinh vào ban ngày sẽ được ngai lưng xe cộ, người sinh vào ban đêm không phải lo lắng. Người tuổi Quý Mão rất biết hưởng thụ,
thích hưởng thụ những cái đẹp và yêu thích sự giàu sang, họ dốc sức để đẩy mạnh hòa bình cho nhân loại và giữ hòa khí cho mọi người, tránh để xảy ra mâu thuẫn và những điều không hay. Kín đáo, dễ chịu và là người bạn tốt, mặt khác họ khá hậm hĩnh hay ngồi lê đôi mách và khó có thể tự vực dậy mình khi gặp phải hoàn cảnh éo le bất chắc. Dù cởi mở dễ gần, nhưng họ thích cuộc sống yên tĩnh và tương đối bảo thủ, sự quan tâm an ủi rất cần thiết với họ và họ thường hay than vãn mỗi khi gặp phiền toái. Đôi lúc người tuổi Quý Mão trở thành kẻ nhu nhược và cơ hội vì họ là người an phận trong cuộc sống, họ không có lý tưởng cao đẹp cho lắm, chỉ cần lúc nào mình cũng an toàn là được. Tuổi Quý Mão 1963 cũng không thích người khác nói năng nói nhẹ mình hay bình phẩm về bản thân mình, mà giả sử như có điều này xảy ra, thì họ cũng chẳng hề quan tâm, đây chỉ là sự thể hiện bên ngoài cho con người khác, không thấy được tính cách xấu của mình. Nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, có thể khiến cho bản thân họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Một ai đó thể hiện sự chăm sóc và để ý tới người tuổi Quý Mão, thì họ sẽ dễ tin và yêu thương hết mực. Đây là một điểm yếu đặc trưng cần phải sửa đổi, vì đôi khi người ta tốt là có mục đích. Ngược lại, ai không thích họ, tuổi Quý Mão sẽ không ưa ngay ra mặt. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 7 âm lịch của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, trong năm 2023. Tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Quý Mão âm lịch, có thể ban đầu khi bước vào bất cứ việc gì, con giáp tuổi Quý Mão cũng rất ngây thơ, nghĩ rằng ai cũng tốt bụng hiền lành. Thế nhưng khi những va vấp trong quá trình làm việc khiến bạn tỉnh mộng, hiểu rõ những rắc rối mà bản thân đang phải đối mặt. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy, con giáp tuổi Quý Mão có xu hướng xử lý vấn đề bằng cảm xúc, thiếu đi lý trí sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng nếu bạn đủ chậm lại một chút, lắng nghe lời khuyên của mọi người thì sẽ hạn chế được rắc rối, nhất là việc thương thảo hợp đồng. Nếu bạn nóng nảy thì rất khó lưu giữ được ưu thế trên bàn đàm phán. Vì thế, bản mệnh phải chuẩn bị tâm lý trước, hãy bình tĩnh để đối mặt với các tình huống có thể xảy ra. Thiên hình nên con giáp tuổi này có xu hướng xông xáo, nhiệt tình, nhưng dễ cao ngạo nóng nảy, tránh việc phá luật, hãy tuân thủ mọi quy tắc, đề phòng vướng vào rắc rối, ảnh hưởng lâu dài tới cuộc sống của mình. Người tuổi Quý Mão có một tháng hứa hẹn nhiều tài lộc, bất chấp tình hình ảm đạm chung mà chính tài nâng đỡ, để cho nhiều người vẫn có doanh thu đều đặn. Có những người nhận được tiền lãi từ khoản tiền đầu tư trước đây, khía cạnh tình cảm của con giáp Quý Mão không thực sự như ý trong tháng này. Nhất là khi ngũ hành xung khắc tác động, khiến cho bạn dễ xảy ra xung đột với bạn bè, người thân và một nửa của mình. Chi tiết các phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Quý Mão âm lịch, tháng mới con giáp tuổi Quý Mão khó tập trung vì có nhiều vướng bận hay để cảm xúc gây ảnh hưởng. Bạn thường gặp khó khăn trong việc hoàn thành công việc đúng hạn. Bạn là một người nhiệt thành nhưng lại có thói quen làm việc đa nhiệm và mong muốn hoàn thành tất cả mọi việc cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn nên dành sự nhiệt huyết và năng lượng của mình để tập trung hoàn thành một công việc cụ thể trước khi chuyển sang đầu việc khác để đảm bảo chất lượng công việc ở mức tốt nhất. Tuổi Quý Mão cần phải lưu ý rằng những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể trở thành những vấn đề rắc rối. Ở các ngày tiếp theo, đây có thể là sự khác biệt hoàn toàn giữa thành công và thất bại. Trong nhiều tình huống bạn quyết định nhanh chóng vội vàng mà không suy xét cẩn thận. Tính cách này khiến đôi lúc lở miệng nói ra những lời không hay hoặc tiết lộ bí mật cho người khác. Vì vậy, bạn nên luyện tập sự bình tĩnh, suy nghĩ trước khi nói. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Quý Mão kiên trì với kế hoạch của mình nên có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này. Nhưng để việc này không còn ăn may thì bạn nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản hơn. Thế nhưng, ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh là những khoản khó tránh nên chúng cũng khiến cho bạn tốn một khoản kha khá. Không những thế, có đôi khi chỉ ra buồn mà tuổi Quý Mão lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền chỉ để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp, bạn nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đối thủ, tìm ra những điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị trường. Nhìn chung chưa vội chi tiêu quá nhiều ngay lúc này nhé. Về mặt tình cảm, gia đạo, ngũ hành xung khắc khiến cho tuổi Quý Mão và một nửa của mình dễ xảy ra tranh cãi về một vấn đề nào đó chỉ vì hiểu nhầm ý nhau. Thế nhưng nếu mà đối phương biết nhường nhịn thì căng thẳng sẽ nguôi ngoai nhanh thôi. Thực tế thời gian này, bản mệnh khá nóng nảy
nên chỉ có người ấy nhường mới mong êm chuyện. Tháng này có cửu tử bay về phương Tây Nam, bản mệnh có thể sẽ phải đau đầu vì những vấn đề liên quan đến con cái trong tháng này. Về mặt sức khỏe, sự nóng nảy của con giáp tuổi Quý Mão có thể ảnh hưởng vì vấn đề sức khỏe của bạn sau thời gian chịu nhiều áp lực cuộc sống. Bản mệnh nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Tuổi Quý Mão có thể tìm tới yoga hoặc thiền để cải thiện sức khỏe của mình hoặc cả hai khía cạnh bản thân và tâm nhé. Tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Quý Mão cần lưu ý dưỡng đến tỳ vị nhưng cũng hạn chế việc sử dụng nhiều đồ bổ quá béo gây rối loạn tiêu hóa. Tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963, tháng 7 âm lịch năm 2023 như sau. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Được các tinh Thái Dương hậu thuẫn, công danh sự nghiệp của Quý Mão đang trên đà thăng tiến, vận khí khởi sắc, bạn có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái nhiều thành công đấy, nên đừng lơ là nhé. Đường tài lộc của tuổi này cũng rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Chính sự nhạy bén của bạn là bí quyết thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu biết chi tiêu vừa phải, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với mức thu nhập hiện tại. Tình hình làm ăn kinh doanh, nhìn chung chưa có bước phát triển nào quá đáng chú ý, song an ủi là bạn vẫn kiếm được lợi nhuận đều đều vào thời điểm cuối tuần. Con giáp này cần năng động hơn để bắt kịp với các đối thủ cạnh tranh, đừng biến mình thành người tụt hậu. Phương diện tình cảm đem lại cho bản mệnh nhiều điều buồn phiền và áp lực. Bạn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vì không ai được thấu hiểu. Chính vì vậy mà bạn lại càng khép lòng mình hơn. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, xanh lá, vàng. Con số may mắn 10, 56, 22. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới thấy rằng, nhìn chung tuần này một tuần khá may mắn đối với Quý Mão. Bạn không được nhiều cát tinh phù trợ, nhưng bạn làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt, sức người làm công ăn lương dễ nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần. Với người làm ăn kinh doanh, tình hình đầu tuần chính tài và thực thần đã là dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư dù mới hay cũ của bản mệnh đều đang sinh lời. Bên cạnh đó, việc hợp tác kinh doanh với đối tác cũng diễn ra khá suôn sẻ. Sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy tuần này để kiếm về tiền bạc nhanh thì bạn sẽ phải di chuyển bôn ba khá nhiều, vì thế bạn không ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Phương diện tình cảm cũng đem tới cho tuổi này nhiều niềm vui, có thể những hy sinh của bạn từ trước đến nay được gia đình chú ý đến và trân trọng. Mọi người cũng đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự, sự nóng nảy của con giáp Quý Mão có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề sức khỏe của bạn. Sau thời gian chịu nhiều áp lực của cuộc sống, bản mệnh nên tìm cách để hạn chế tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Quý Mão có thể tìm tới yoga hoặc thiền để cải thiện sức khỏe của mình cả hai khía cạnh thân và tâm nhé. Quý nhân, Tuất, Dần, tiểu nhân, Tý, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, đen, con số may mắn, 87, 56, 24. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến 22 tháng 7 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Quý Mão, tuần này bản mệnh nên thận trọng trong mọi việc bởi hung vận khá lớn gây nhiều trắc trở cho vận trình của con giáp này. Đường tình duyên kém thuận lợi hơn do ngũ hành không ủng hộ, bản mệnh có thể gặp phải những chuyện ngoài mong muốn. Đầu tuần công việc khá vất vả, dịch mã báo hiệu bản mệnh phải di chuyển khá nhiều do yêu cầu công việc cần thiết, bận rộn và căng thẳng. Nếu không có kế hoạch làm việc rõ ràng, thì người tuổi Quý Mão rất dễ có thể mắc sai lầm. Cố gắng giữ gìn phong độ vốn có, cuối tuần là thời điểm tốt để những mục tiêu đã đề ra của con giáp này trở thành hiện thực. Chính ấn cát thần luôn tương trợ, hãy tự tin vào năng lực của mình. Trong tuần vận trình tài lộc khá tốt, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, thực thần đảm bảo cho tài lộc dồi dào, chuyện buôn bán thuận lợi, phát tài, phát lộc. Tuy nhiên, đừng quá vui mừng mà bỏ quên cảnh giác, bạn cần phải tỉnh táo trong những quyết định sắp tới, chớ tin người quá đáng, cả nể không dám chối từ, mà cuối cùng bản thân phải chịu thiệt. Phương diện tình cảm khá trầm lắng, nếu vợ chồng bạn có khúc mắc gì thì nên lập tức giải quyết,
chớ nên cố tình lờ đi, khiến rạn nứt đôi bên ngày một rộng thêm, còn nếu cả hai cùng tích cực và chủ động thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tý. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. Con số may mắn, 78, 09, 55. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Quý Mão tuần này cát lành, phúc khí tới ầm ầm, xua tan những bóng mây đen tối mang theo xui xẻo trước đó, tài lộc đổ về ào ào như nước. Người tuổi Quý Mão có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, người làm kinh doanh phát tài lộc. Thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có, đối tác kinh doanh hợp ý, đôi bên hợp tác cùng có lợi. Tìm được ý kiến đồng nhất trong quan hệ làm ăn, cùng nhau cố gắng phát triển, mang về lợi nhuận ngày càng tăng cao. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức giúp cho người tuổi Quý Mão tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra. Thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng cát tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy tới. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo lắng những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức. Trong chuyện tình cảm tuần này dễ có giận dỗi vô cớ vì sự bất an hiện hữu trong lòng của Quý Mão, hoặc có thể có những hành động của vài thành viên trong gia đình đang dần vượt khỏi sức chịu đựng của con giáp Mão nên bạn rất dễ bốc hỏa. Trong tuần này hãy chú ý tới điểm yếu này của bản thân, đây chính là lúc bạn nên khéo léo đề cập đến những vấn đề đang xảy ra, tránh trường hợp khi mọi thứ đã đi đến mức không thể kiểm soát. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút, nhất là khi chịu ảnh hưởng tiêu cực của ngũ quỷ. Do đó, bạn nên lưu ý không được chủ quan, nếu có bệnh thì nên chạy chữa sớm nhé. Quý nhân, Hợi, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, xanh lá, vàng. Con số may mắn, 67, 82, 40. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương, Trình Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý vị những lời chia sẻ Phật dạy và triết lý nhân sinh cảm ngộ tới lòng người. Để cuộc sống được bình an, hạnh phúc hơn đến tuổi xế chiều, Quý Mão có 10 điều cần nhớ kỹ để cuộc sống giữ được thăng bằng nhé. Khi ở tuổi xế chiều sẽ là vô ích nếu bạn vẫn còn bận tâm đến kiếm tiền và dành dụm, thay vào đó, hãy tận hưởng cuộc sống hồn nhiên như những năm tháng đầu đời, đừng bao giờ nghĩ mình phải để lại tất cả những gì đã kiếm được cho con cháu. Chớ nên lo lắng về những điều sẽ xảy ra với các con mình, cũng đừng lo sợ bản thân bị đánh giá thế nào, bởi khi đã trở về với cát bụi rồi, bạn sẽ không còn nghe thấy bất cứ lời khen tiếng chê nào nữa, thời gian bạn có thể sống vui vẻ trên đời, có thể kiếm tìm của cải cũng sẽ chấm dứt. Vậy phải làm sao đây? Xin hãy ghi nhớ 10 điều sau để cuộc sống về hưu không mất đi trọng tâm, để hưởng thụ các tháng ngày còn lại một cách an lành, hạnh phúc. 1. Hãy học cách đối xử với bản thân tốt một chút, khoản gì cần chi tiêu hãy cứ mạnh dạn chi tiêu, điều gì đáng được hưởng thụ hãy cố gắng hưởng thụ. Đừng để sự hà tiện tiết rẻ khiến bạn lỡ đi những cơ hội vui sống cuối đời, một ngày kia khi số mệnh đã điểm, bạn sẽ mất đi tất cả. 2. Con cái đều đã lớn, chớ làm nô lệ cho chúng. Hãy giữ mối quan hệ với con cái, yêu thương và giúp đỡ khi cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải bạn đã dành dụm cho chúng. Cuộc sống dài hơn cuộc lao động, hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi có thể và bằng lòng với những tiện nghi hiện tại. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn, đa phần con cái đều yêu quý cha mẹ, nhưng chúng còn quá bận rộn với công việc, mái ấm riêng và những ràng buộc khác, bạn hãy học cách tin tưởng con cái. Hãy tin rằng chúng sẽ tự biết chăm lo cho cuộc đời của bản thân. Cháu tự có phúc của chúng, đừng vì chúng mà mãi làm thân châu ngựa, hãy học cách dần dần buông tay. 3. Hãy sống vui vẻ tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp trên cõi đời này, cũng đừng so sánh công danh, địa vị lợi lộc, chớ băn khoăn làm sao để con cái được xuất sắc như người khác. Bạn chỉ nên so sánh mình xem có thể sống vui khỏe mạnh và trường thọ hay không, như vậy là đủ. 4. Năng lực của mỗi người đều có, bởi chúng ta không phải là siêu nhân, đối với những việc ta vốn bất lực không thể thay đổi thì đừng nên quá bận tâm chấp nhất, mọi sự tình đều có quy luật an bài của trời đất. Dù bạn có bận tâm tới đâu cũng vô dụng, ngược lại chỉ khiến thân tâm khó nhọc, tinh thần bản thân suy nhược mà thôi. 5. Về cơ bản khi về già, bạn vẫn chỉ có thể tự lực cánh sinh dựa vào chính mình mà thôi, đừng ảo tưởng hy vọng quá nhiều vào người khác, đừng cầu mong sự trả ơn giúp đỡ của họ. Đối với con cái, tiền bạc của bạn đương nhiên là của chúng, nhưng tiền bạc của chúng ngược lại chưa chắc đã phải là của bạn. Hãy tỉnh táo trong chuyện này. 6. Hãy tự học cách tìm một người tri kỷ để làm bạn, bởi chỉ có bạn bè mới là người đồng hành tốt nhất trong những năm tháng về sau. Con cái dù có tấm lòng hiếu thuận tới đâu,
nhưng những lo toan cuộc sống cũng sẽ quên hết sự quan tâm của chúng. Con không phải lúc nào cũng luôn ở cạnh ta, hãy học cách tự tìm người đồng hành để san sẻ cùng bạn những niềm vui, nỗi buồn. 7. Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có xung quanh bạn. Cũng đừng quên bạn bè họ chính là tài sản của cuộc đời bạn. Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài. Hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản, chịu khó lắng nghe, không ngắt lời chớ nhạo báng. Hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại. Hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối. Hãy tha thứ chứ đừng trách cứ và đã hứa thì không được quên. Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn. 8. Đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Tiền dù có nhiều đến đâu, cũng không mua nổi sức khỏe. Đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền, càng rốt cuộc cũng chỉ để mua một đống thuốc. Hãy biết đủ làm vui, trân trọng sức khỏe bản thân. Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền, bao nhiêu tiền là đủ, 1 triệu, 10 triệu hay 1 tỷ. Từ hàng ngàn hecta ruộng đất, bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày, từ vài ba căn nhà bạn đã xây. Thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông để ở, một chỗ ngủ và một chỗ tắm và một số làm bếp. Hà cớ gì phải truy cầu tham lam đuổi theo hết thảy thứ này đến thứ khác trong đời, chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được phải không? 9. Hạnh phúc là tự mình cố gắng tạo nên, vui vẻ cũng là tự mình tìm kiếm, biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái yên ổn, thì mỗi ngày mới chính là một ngày vui, mỗi chuyện lướt qua tầm mắt mới nhẹ nhàng thanh thản. 10. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần vui vẻ thì bệnh mới không tới, tinh thần tốt hơn thì bệnh mới có thể sớm khỏi. Hãy lên cho mình một kế hoạch và chờ đợi những ngày tiếp theo. Một ngày sống không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi đầy uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng được lợi biết bao. Một tâm hồn lạc quan giúp chữa lành bệnh tật nhanh chóng. Một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào chữa cả. Hãy ra ngoài thường xuyên đi dưới ánh mặt trời, ăn nhiều thực phẩm có chứa vitamin và khoáng chất. Hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm nhiều năm với thể lực và sức khỏe dồi dào và cuối cùng hãy nhớ bằng lòng với những gì mình đang có trong tay. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.